Xin mời ta vào bên trong để chúng ta bắt đầu buổi lễ sinh nhật 80 tuổi của bà. Kính thưa bạn bè của ba mẹ, các cô, các chú, các bác. Kính thưa các ông bà thông gia của ba mẹ, ngày 8 tháng 4 năm 2023, tức là nhằm ngày 17 tháng 2. Rất là nhiều và trước nhiều người, nhưng trước sự hy sinh và trưởng thành của ba mẹ thì chúng con vẫn còn ngây thơ và khờ dại. Khi đến tuổi 50, chúng con càng thấm thía sự lao đủ của ba mẹ đã nuôi dạy chúng con khổ cực biết nhường nào, để 50 năm chúng con trở thành những người tử tế, là đứa con đầu lòng. Con sớm hiểu vận mệnh của gia đình và sự vất vả của ba mẹ, đặc biệt là 7 năm khi ba đi tù cải tạo. Mẹ vất vả nuôi dạy cả con, từng đêm, mỗi đêm mẹ tắm rửa cho từng đứa trước khi đi ngủ. Và sau khi ba đi tù cải tạo về thì gia đình cũng rất là nhiều khó khăn, nhưng ba mẹ vẫn cố gắng nuôi cho các con ăn học. Cho đến khi gia đình chúng ta đặt chân lên Hoa Kỳ thì cũng như bao nhiêu người, bao nhiêu cô chú ở đây gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà nhờ cái sự nuôi dạy của ba mẹ, hướng dẫn của ba mẹ, đặc biệt là nề nếp của gia đình mà ba mẹ luôn dạy dỗ chúng con, là có trên, có dưới, thần hòa. Xưa có câu: chặt hết tất cả các cây trên rừng để làm bút, dùng nước biển để làm mực cũng không thể nói hết công lao nuôi dưỡng của ba mẹ. Con còn nhớ khi mà ở quê, ba mẹ vẫn thường kể cho mấy đứa con mỗi khi ba mẹ đi đâu về, vẫn thường nói rằng là thấy cái này ngon, thấy cái kia ngon, nhưng một phần không dám ăn là vì thương các con, một phần là không có tiền. Hôm nay chúng con đồng làm lễ thường thọ tuổi 80 để dâng lên ba mẹ tấm lòng thành kính biết ơn công cha nghĩa mẹ của chúng con, và các cháu cùng nhau xin hứa sẽ thương yêu nhau, đùm bọc nhau, giúp đỡ nhau. Không có gì hơn, con kính chúc ba mẹ luôn dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi cùng với con cháu. Con xin hết.
xin được phép bắt đầu. Và chúng ta một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng 80 tuổi cho hai con. Cùng trường với lại các con anh, cho nên là thấu hiểu nhau, đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là tôi thấy cái mười mấy năm ở Mỹ nhá, ở bên anh nhá, tôi cũng ở trong nhà lẻ mười mấy năm, cho nên giống như trong nhà thôi. Mặc dù vậy, như hôm nay ấy, thì tôi cảm thấy rất xúc động. Mà có lẽ đây là lần đầu tiên trên đất khách tôi cầm cái máy này, quên đi bao nhiêu điều mà mình có thể nói mà lại không thể nói được nữa. Nó năm tháng nó mai một đi với cái trí tuệ. Nhưng mà khi nghe ông cháu nó tổ chức, bàn bạc nhau tổ chức để đền ơn đáp nghĩa cho ba mẹ cái tuổi 80, thì chính tôi lại là cái người mà vô cùng trăn trở. Tôi cứ nghĩ là mình á, là anh chị á, vất vả gian nan đưa nửa vòng trái đất, đưa các con đi á, thì đã thành công. Mà trong cái thành công đó thì có, tức là mình cũng đã có được cái điều mà được hưởng thụ, chứ không phải không. Mặc dù nhỏ hay to thì tất cả đều chứ phải. Như ở đây á, thì anh Lê Lê Thành là con rể của tôi, cũng là con lớn của anh, thì anh cũng khiêm tốn không nói lên. Mà tôi với cái tư cách của là khách quan thì chúng tôi nói thì không phải là để mà cái tự hào gì cả, mà nói là sự thật. À, dẫn lên từ đồng quê, tức là cái vất vả gian nan không giấu giếm. Thế nhưng mà chính vì thế cho nên tôi trăn trở viết lên, nói không được nhiều, mà viết lên một câu đối để tặng anh làm kỷ niệm thay quà. Thì đối với câu đối này thì sướng: 80 năm đức độ hiền lương truyền con cháu, hơn trăm tuổi phúc phần từ thiện nối trao. Nếu các thầy có bài hát, tôi xin đọc lại sướng và đối: 80 năm đức độ hiền lương truyền con cháu. Tôi thấy ở anh có cái điều đó, thế nên đối lại là hơn trăm tuổi rồi cháu ấy đã được rồi đấy. Phúc phần từ thiện nối trao, tức là ai ơi, các cụ các anh chị cao tuổi thì chắc là hiểu cái biến đổi này, thì xin kính chào anh và mừng cho anh. Mà tôi cũng mong làm sao để 80 tuổi mà sức khỏe được như anh. Xin cảm ơn quý khách, và cũng xin lỗi các gia đình thông gia, tôi cũng mạnh dạn nói thì nhường lại máy cho các anh. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to ông bà. We'll be right back.
đi. Dọn dọn lên. Ông vô về chứ vô đây đừng hết. Quý vị biết là chương trình ba mẹ mừng 80 tuổi cho ông nội và ông ngoại, thì các cháu có cái chương trình ba mẹ nhỏ gọi là talent show để mà coi như là tặng đến ông nội và ông ngoại. Bây giờ người điều hành chương trình talent show hôm nay là Kevin Nguyễn.
17. Thì hôm nay con là vui, bởi con là buồn, con vui tại vì con hôm nay là con ngồi được. Thì con ôm, thương con phải vào chiều là con ngồi được. Nhưng mà con buồn tại vì con ngồi ra. So sweet con. Với con chúc mọi người sống lâu trong tuổi. Là chị hôm nay con muốn chơi đàn cho mọi người. Rồi. Thank you.
said that, yes? Yes? Ông nội, chúc mừng sinh nhật ông nội. Ông nội, have good birthday. Happy birthday. Happy birthday. Aww. Alyssa. It's already enough. Things on the ground. Can I pop the 80? No. Say happy birthday, Ông Nội.